Kính bạch thầy, xin thầy giảng dạy những sự việc như sau. Xin đổi ơn thầy. Một, sự ăn chay dã man có ảnh hưởng gì đến việc tu hành hay không, và có phạm giới khuyến nhất hay không? Câu hỏi này, ăn chay ăn mặn có ảnh hưởng gì đến sự tu hành và có phạm giới khuyến nhất hay không? Nếu ăn mặn mà cắt cổ gà làm thịt vân vân thì có phạm giới, phải không? Còn những cái ăn mặn mà mua đồ hộp rồi sẵn thì không có phạm giới. Còn ăn chay ăn mặn có ảnh hưởng gì đến sự tu hay không? Thì tôi nói thẳng, tu hành nếu chúng ta đặt ăn chay ăn mặn là cái cớ để tiến hay là lùi thì không được. Bởi sao? Bởi vì đạo Phật chú trọng ở tâm. Nếu mình ăn chay cả đời mà nóng nảy như cọp thì sao? Thì tiến không? Còn nếu ta ăn mặn mà ta hiền lành như voi thì ta tiến vẫn được, phải không? Như vậy thì cái trọng tâm tiến lùi là nội tâm của mình. Chứ đừng nói cái ăn, có nhiều người ăn chay thì dữ quá. Còn có người sao ăn chay thì đi chánh hiền thì sao? Phải không? Nếu mà nói do ăn chay thì không được. Nhưng mà nếu nó ăn chay, nó có được chút ít lợi lạc cho mình. Một là ăn vừa phải, đừng có cầu kỳ á, thì được đỡ khó, phải không? Và hai nữa là nó nhẹ nhàng hơn đó. Còn ăn mặn thì nó hơi nặng nề chút, vậy thôi. Còn câu thứ hai, chúng con là Phật tử, tại gia, còn phải làm ăn cho nên có những sự việc không thể nói thẳng được. Dù cho không hại cho người khác, vậy có phải phạm vào cái giới thứ tư hay không? Đây là Phật tử này nghi vì còn phải làm ăn, cho nên có những cái việc mình không dám nói thật. Nói thật thì làm ăn nó không khá, thấy không? Như vậy mà nó bình con một chút, như vậy có phạm giới thứ tư hay không? Tôi thường nói cái trọng tâm của giới thứ tư á là mình nói điều gì do động cơ tham lam thúc đẩy, nói dối nói gạt để thỏa mãn lòng tham của mình thì phạm. Còn nói dối gạt để lợi cho người, an ủi người, đùa chơi cho vui thì không phạm. Thì đó, hiểu như vậy thì Phật tử xét biết cái việc nói mình nó có phạm hay không. Câu hỏi thứ ba, có một sự việc nói là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, và sau cũng có câu một người đi tu cả nhà hưởng phước. Hai lời nói này như thế nào, xin thầy giảng dạy cho. Để câu hỏi này có lý, bởi vì có nhiều người nói ai ăn nấy no, ai tu thì có tự có phước, chứ không ai thế thì ai được. Đó phải người này tu người kia hưởng, phải không? Mà hồi xưa người ta nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc đó. Nhưng mà lại có cái câu nói một người đi tu cả nhà được hưởng thì sao? Bởi vì có chỗ nói nhất nhân thành đạo hữu quyền thăng. Như vậy thì dường như hai cái mâu thuẫn nào. Bây giờ hai cái đó làm sao mình giải cho nó thích hợp, nó đúng lý đạo. Thì đây tôi nói ai tu nấy đắc đó, nấy được đó, là để chỉ cho cái mê và cái ngộ của mình. Nếu mình mê, mình tu, mình tỉnh được, mình ngộ được thì cái đó có ai mình đem chia cho ai được không? Thì tự tâm mình ngộ, tự tâm mình mê, từ chuyển cái tâm mê thành ngộ thì
thì đó mình tu được, người khác không thể được. Vì vậy mà câu đó mới đúng cái trường hợp đó. Câu nói sao? Một người tu cả nhà được hưởng đó, là thế này. Thí dụ tôi đi tu có đức có hạnh một chút, để tôi về nhà khuyên cha mẹ anh em biết đạo được tu thì có hưởng không? Hưởng chứ, chứ không phải đem cái thước mình chia, không phải đem chia, mà chính nhờ mình tu mình hiểu đạo, thấy được cái lẽ hay của đạo, đem về mình nói, mình trình bày cho cha mẹ. Vì cha mẹ thì lúc nào cũng thương con nói đúng thì cha mẹ nghe. Thì như vậy cho nên độ được cha mẹ, độ được anh em thì đó là cả nhà có phước. Câu nào cũng trúng hết, câu trên trúng ở cái lý trên, câu dưới là trúng ở cái nghĩa dưới, chứ không phải là câu là sai. Như vậy thì người ta nói câu nào mình cũng khen được hết. Nói ai tu nó được nó phải, ai tu nó được gì? Mình tu là để giác ngộ, mà giác ngộ thì mình được chứ người khác được sao được, phải không? Đó. Rồi nói nếu một người tu đắc đạo cả nhà được hưởng thì phải, cũng phải như thế, phải không? Vì người tu đắc đạo rồi về cái đem đạo lý mình chỉ dạy cho thân nhân mình đều phát tâm tu thì cả nhà được hưởng. Có một Phật tử này hỏi bạch hòa thượng, tu thiền là mục đích cao nhất trong đời con học thiền và giáo lý Phật Đà đã một năm rồi theo sách thiền căn bản và những sách thiền của hòa thượng, con thực hành và thiền khoảng nửa năm và thấy thanh tâm được an vui và khỏe. Con chỉ mới tọa thiền bát già và thời gian độ 30 phút và con từ từ tăng giờ lên dần. Gần đây con thấy thân tứ đại con không bệnh, nhưng không đau nhức, nhưng phần bụng sao thấy bón dần, không rõ phần hơi thở lúc thiền có điều hòa không hay có điều gì sai, xin và tưởng từ khi chỉ bảo cho con. Kính chúc. Phật tử này ngồi thiền tốt, nhưng bây giờ ngồi lâu quá thấy nó bóp. Như vậy thì không biết có ngồi thiền sai hay không. Thì không gì lạ, bởi vì khi chúng ta ngồi thiền thì hơi nóng nhiều. Quý vị thấy có phải vậy không? Ngồi thiền thì hơi nóng nhiều, mà hơi nóng nhiều nếu chúng ta xả không khéo thì cái hơi nóng nó không tan thì nó có thể ảnh hưởng tới cái bụng, cái ruột của mình, nó thành nó bóp. Vì vậy mà khi ngồi thiền, xả thiền, tôi có dặn quý vị phải xoa cái bụng, phải không? Xoa mấy phần, xoa cho kỹ, cho cái hơi ấm nó tan ra, nó tan hết rồi sẽ đứng dậy thì nó không có ảnh hưởng. Bây giờ chịu khó, Phật tử này chịu khó đi ngồi xả rồi thì xoa cho kỹ, cho mát rồi sẽ đứng dậy thì chắc không có, bệnh nó sẽ giảm. Còn nếu chưa giảm thì chịu khó đi xin thuốc bác sĩ uống thì tốt. Chứ đừng nói tôi chỉ đó là đủ trị rồi, bởi vì chúng ta bây giờ thực tế nếu gì ngồi mà sanh bệnh thì chúng ta dùng cái sao bóp nó hết. Còn nếu gì trong người mình nó tự bóp quốc thì mua thuốc uống nó hết, chứ còn không có nên cố chấp không tốt. Có một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, hàng Phật tử chúng con có thể nhập thất được không? Nếu được, theo như chúng con tu thiền phải làm thế nào, thời khóa ra sao, cưới sinh hòa thượng từ bi chỉ dạy. Về phần nhập thất, người cư sĩ, người xuất gia gì nhập cũng được hết, nhưng mà người cư sĩ muốn nhập thất thì trước phải cẩn thận một chút. Quý thầy xuất gia, quý cô xuất gia nhập thất
thì có những cái vị lãnh đạo thường thăm viếng để biết cái sự tiến triển trong thời gian nhập thất ra sao, tốt hay xấu. Nếu mà xấu thì biết dừng lại để không sanh bệnh. Còn Phật tử tự ý nhập thất, không có ai tới lui săn sóc, mà lỡ có cái gì chặt rồi, rồi chờ tới ra thất cái năm cũng tuốt rồi, rồi tới trình với tại chứ làm sao mà sửa. Cho nên nếu cư sĩ nhập thất thì nhập ít tuần lễ trở lại thôi, ra rồi chỉ lâu lâu nhập một tuần nữa, chứ đừng có nhập dồn dập một tháng, hai tháng, ba tháng. Cái đó nó hơi nguy hiểm, bởi vì cái sự tu nó có những cái chuyển biến tốt, nhưng mà cũng có những chuyển biến xấu. Nếu chúng ta biết tốt để tiến thì được, xấu chúng ta biết để dừng thì tốt. Còn nên tốt thì cái xấu mà cứ để nó chuyển biến hoài thì nguy. Nói cho rõ vậy, ai nhập thất cũng được, nhưng mà nó có cái dở của người cư sĩ là mình nhập ở trong nhà, không có thầy, không có cô nào biết để mà nhắc nhở, để coi chừng. Cho nên rồi phải nhập ít ít đó, thì ra có gì lạ thì trình chỉ biết thầy biết. Còn chi tăng, chi ni ở đây nhập có khi là 49 ngày, có những người 3 tháng cho mẹ, thì có quý thầy 1 tuần, 2 tuần tới thăm, thì để thử coi sự chuyển biến ra sao, tùy cơ mà hướng dẫn thì nó bảo đảm. Đó là tôi nói. Còn nói về thời khóa thì Phật tử chịu khó đem giấy lại hỏi mấy cô bên linh chiếu hoặc trong viên chiếu hoặc quý thầy ở đây cái chương trình tu trong thất như thế nào, thì quý vị ghi ra, giờ tôi không nhớ hết. Có Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng Quan Hỷ, chỉ dạy con có vài câu hỏi sau đây. Một, Hòa thượng Thích Di Lực, một vị cao tăng tu theo pháp môn Tổ Sư Thiền, đã kiến tánh rất nhiều đề tài và đệ tử và tăng ni theo khoa học trong hệ phái quan tâm. Chẳng may Ngài đã bị tai nạn giao thông và mất tại Mỹ. Con không hiểu tại sao Ngài không biết trước ngày giờ ra đi của Ngài. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, con đọc sách Phật của Trung Hoa, thấy đa số các thiền sư đều biết trước ngày giờ ra đi. Xin Thầy từ bi Quan Hỷ chỉ dạy. Cái chỗ này thì tôi xin nói rõ. Cái biết ngày giờ ra đi và chưa biết ngày giờ ra đi, cũng như cái trái chín mùi và cái trái chưa mùi. Trái chín mùi gió thấy cái nó rụng, chưa chín mùi bảo người rụng. Thì người tu mà tới nơi tới chốn rồi thì có những cái diễn biến trong người thì biết trước. Còn tu tuy nói là ngộ nhưng mà nó chưa có mùi, nên rồi chưa biết. Tôi cũng dễ, mai mốt đi chắc gì tôi biết trước, phải không? Để chưa mùi vậy thôi, chứ cái gì thì như vậy thì người biết trước được làm chủ lúc ra đi, đó là người đã mùi, tức là tu ngộ đạo. Trong đây nói hạnh giải tương ưng rồi, cho nên ra đi biết. Còn mình hạnh với giải người mà hạnh có 7-8 thì chưa biết đó. Vậy chứ không có gì lạ hết. Một Phật tử hỏi: Mong Hòa thượng từ bi giải thích giùm con những câu sau đây. Kinh Tăng Nhất Ca Hàm Nguyễn 59 có nói: Quán không là lễ Phật. Nếu người không đủ phương tiện để lễ Phật bằng hình tượng mà chỉ quán không thì đã đầy đủ chưa? Câu hỏi thứ nhất giờ trả lời thành công cho rồi. Quán không
là lễ Phật. Bởi vì chúng ta tu là do cái lòng kính trọng Phật. Là kính trọng Phật bằng hai trường hợp. Một là tỏ cái tâm cung kính bằng lễ bái. Hai là tỏ cái tâm cung kính bằng ứng dụng lời Phật dạy tu. Đó. Như vậy thì Phật dạy chúng ta các pháp nó không, tánh nó là không, không thiệt. Bây giờ chúng ta quán đúng như vậy là đúng như lời Phật dạy, đó là cung kính Phật rồi, phải không? Chúng ta quán không tức là ứng dụng lời Phật dạy để tu thì đó là cung kính Phật cũng như lại Phật, chứ không có gì khác. Câu thứ hai, Phật nói nếu người phát chân quy nguyên tức là chứng thánh thì mười phương hư không hãy đều tiêu mất. Bởi vì cái chân quy nguyên đây là giảng kinh Lăng Nghiêm, người mà trở về cái nguồn chân thì mười phương hư không hãy đều tiêu mất. Tại sao vậy? Vì cái thể tánh chân thật của mình nó trùm khắp, không có giới hạn. Cho nên mình trở về cái tánh đó rồi thì thấy đâu cũng có mình hết, hư không hư không. Đó là tu tới chỗ này mới thấy. Câu hỏi thứ ba, cuộc đối đáp giữa Lục Tổ và Ngài Huyền Giác có chỗ nói phân biệt cũng chẳng phải ý. Vậy thế nào là phân biệt không cần có ý? À, thì chỗ này tôi xin chỉ. Khi con mắt mình nhìn thấy cái, các cái cành hoa ở, ở trong cái chậu thì thấy hoa đỏ biết đỏ, hoa vàng biết vàng. Có phân biệt không? Đỏ ra đỏ, vàng ra vàng thì đó là phân biệt. Nhưng mà chỉ thấy đỏ vàng thì có ý không? Đó. Chỉ khi nào thấy hoa đỏ, hoa vàng rồi mình khởi nghĩ hoa vàng đẹp, hoa đỏ xấu thì đó là có ý. Đó. Như vậy phân biệt mà không có ý, còn so sánh để khen chê đó là có ý. Câu thứ tư, Ngài Di Ma Cạch nói hành giả tuy khéo phân biệt các pháp nhưng tâm vẫn bất động nơi đệ nhất nghĩa đế, thì đó là cái chỗ tôi nói là khi cái người đạt đạo rồi đối với các pháp thấy rõ ràng chỗ nào mê chỗ nào ngộ biết không lầm, nhưng mà không có bị sao xuyến lạc động, cho nên vẫn bất động hay đệ nhất nghĩa đế là vậy. Câu hỏi thứ năm, có phải vô phân biệt hay vô niệm là chỉ biết một thứ bằng cảm thọ thôi chứ không có tưởng hành thức, và như vậy là đã có tâm luôn sống trong hiện tại rồi không? Chỗ này chặt rồi, nói rằng vô phân biệt vô niệm mà nói biết mọi thứ bằng cảm thọ thôi thì chặt. Tại sao thọ tưởng hành thức là năm thứ? Được bốn thứ, thọ tưởng hành thức là bốn thứ thuộc về tâm. Tâm đó là tâm sinh diệt. Bởi vì thọ nó có thọ khổ, thọ lạc, không khổ không lạc. Như vậy thì nó sống với cảm thọ mà không phải sống với những cái thứ kia thì chưa được. Vô niệm, vô phân biệt là tâm mình hành giác, hành tri mà không có giấy động, không có khởi nghĩ thì đó gọi là vô niệm, vô phân biệt, chứ không phải sống